Mày một rồi. Ngày 11 rồi. Ngày 12 mới biết được đúng không? Thế nhà tôi là biết. À, 12. À, cái này thấy làm rồi đó. Làm rồi nên chị đang tập trung đi. Là lúc tôi không hành biết hết đâu, dở như em hả chị? giờ bị hạt chứ em lâu lắm không hạt có hơn năm bạn nào hãy hát là bạn hát được biết biết hát chứ không biết hát quên lời luôn. Thôi biết kiếm tiền được rồi, hay làm chi hát hay mà kiếm được tiền thì được đúng không? Thầy làm ca sĩ luôn. Hay là gì? Dưới niềm đau em. Trời ơi, cái cục gì mà đúng cục mụn đầu trâu. Còn đâu nữa em ơi? Hôm nay mấy tuổi rồi em? Giờ năm 8. Mới lớp 8. Ủa mới lớp 8. Đó, đã mới có rồi. Người này lớp 8 có xíu. Lớp 8 là bao nhiêu tuổi rồi ta? Giờ năm 14. Châu. Xí xì tuổi hả? Mà đang mụn lắm. Nó mụn. Để đi sợ. Thì tặng cho em hộp kem.
Ở đây đi học. Ngày thứ hai không đi học à? Dạ có, buổi chiều. Ừ. Thì chưa? Dạ. Bà nói quay được chứ không mẹ? Không được. Không có vừa đâu. Vậy tới cổ luôn trời trời. Lưng có bị không em? Có hả? Có nhiều không biết. Xí gì nặng luôn cho. Ví dụ có gì nặng dùm cho. Nha. Cái để sao nó viêm lên kìa. Mới có 19 rồi. Mới 19 mà teo rồi. Chắc của em chắc 11 rồi. Ừ. Vậy là teo thật luôn. À quay lại. Ở Hà Giang đồ với lại ở Sapa đồ là tiếc rồi mà phải không mày? Tiếc rồi đóng băng nữa. Ừ. Đi không? Chịu đi không? Lì lì lì. Chờ chứ đi mà làm chứ. Lúc đi chứ chạy nhảy chẳng nóng người chứ. Đi Tết này đi đông đông là vui nè. Đi chơi mà đi đông là vui. Đi mà hai người chán á. Chị Dung đi à? Không biết nữa, bà ơn thấy bà đi chung. Bà nói bà tạo tính gì thương. Ừ, bà đi. Từ từ. Mà bà làm ra tiền hả? Trong bà làm ra tiền hả? Sĩ mà dân giàu. A1 sao ba nó cộng hơi đào xí. Vừa là còn đẹp nhé. Em có thấy bạn Mô bị mụn như em không? Em có bạn bị mụn như em không cô? Ừ. Nhiều như đây luôn hả? Không? Có. Chị qua chị bé làm. Về là em đẹp lắm, hỏi liền luôn. Cổ lần nào em ạ.
ăn đi mày dễ. Đồ về túi của anh mới dễ đó. Dễ là lạ. Nhưng mà không dùng hàng số thì luôn là đẹp. Dễ là đẹp. Ác ghê. Làm chặt nóng. Sao em? Chờ thấm rồi đó. Chờ thấm đau rồi đó. Chưa chảy nước mắt mà. Vẫn còn chịu đựng được. Mà như lại một con mà chưa xong. Anh thở làm gì thở theo nha. Thấu gì. Có cần nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi là nặng 2 tiếng. Mà không nghỉ ngơi là nặng 1 tiếng. Chiều đi học à? Chiếu đèn rồi nữa đúng không? 2:30 rồi. Nặng cái đau trước, xin nặng tay đỡ đau. Mũ hơi đau em nghe. Cái gì? Gần xong rồi, lấy đi dao đi. Lấy dao ra đi. Dao ra. Đó, chị xong rồi đó, chị cạo, lấy dao ra cạo một nốt nhạt là xong. Chụp cách mà chờ chị hả? Nó vẻ chua đây nghe. 16 đi. Cho nó lạ lạ hơn cái kia đi. À, để cho ông cu nè. Ở trên lầu chờ chị mà nhiều muộn không? Ừ, ít thì chị chạy lên chị làm quốc xí cho ông cu nín thở. Nghỉ thở. Hả? Hai người luôn. Sorry, chưa.